Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào các con học sinh thân mến của Vietsách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong chương trình tập làm văn thì bên cạnh các bài văn như là bài văn tả cảnh, tả đồ vật, con vật, cây cối thì trong kỳ 2 này chúng mình cũng sẽ được ôn tập về văn tả người. Mời các con mở sách giáo khoa trang 150 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì cô và các con chúng ta sẽ đi vào lập dàn ý chi tiết cho các đề văn này nhé. Với đề văn miêu tả chú công an phường, phần mở bài. Phần mở bài thì chúng ta sẽ giới thiệu về người mà chúng ta sẽ định tả, đó là chú công an phường. Ví dụ như là chú tên là gì này, bao nhiêu tuổi, các con sẽ viết ở trong phần mở bài. Thứ hai là phần thân bài. Khi tả người thì chúng ta sẽ tả về ngoại hình và hoạt động. Về ngoại hình thì chúng ta sẽ miêu tả như sau. Đầu tiên là về vóc dáng, ví dụ như là cao gầy này, hoặc là thấp, hay là đậm người, hay là vạm vỡ, nước da rám nắng, hồng hào, khỏe mạnh. Khuôn mặt thì cằm vuông này, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng và mũi cao. Về phục sức, chú mặc một bộ quân phục màu xanh rêu, đồng phục của công an hành chính quận. Túi áo ngực có thêu tên, vé áo đính phù hiệu cấp bậc. B là chúng ta sẽ tả về hoạt động, về tính cách. Về hoạt động thì chú công an phường trực ban để bảo vệ an ninh trật tự của khu phố. Chú hướng dẫn nhân dân các thủ tục hành chính về nhân khẩu, tạm trú, thường trú tại khu vực thuộc phường em đang sinh sống. Đây là những hoạt động công việc hàng ngày của chú. Tiếp theo này, chú vui vẻ, hòa nhã với nhân dân, ân cần hướng dẫn nhân dân mọi thủ tục cần thiết. Và nhờ có chú công an thì khu phố có an ninh trật tự ổn định, hạn chế được tình trạng mất trộm tài sản, gây gổ và đánh nhau. Và phần kết luận là đương nhiên chúng ta sẽ nêu tình cảm của bản thân đối với chú công an. Và tình cảm mà chúng ta dành cho chú công an bao giờ đó là cũng là những tình cảm tích cực và tốt đẹp, ví dụ như là biết ơn hay là quý mến. Đó là dàn bài để miêu tả về chú công an phường. Tiếp tục với bài văn miêu tả bác sĩ thì chúng ta sẽ miêu tả như sau. Về phần mở bài thì các con cũng giới thiệu được người mà các con định tả. Các con đã gặp được ở đâu này, tên là gì, làm nghề gì. Và cô bác sĩ, ở đây thì cụ thể là cô bác sĩ của đoàn y tế khám bệnh cho dân nghèo theo công tác từ thiện của hội chữ thập đỏ. Đó là hoàn cảnh mà chúng ta đã gặp gỡ cô bác sĩ này. Về thân bài, tả người thì bao giờ chúng ta cũng có tả ngoại hình, hoạt động và tính cách đúng không? Trước tiên về ngoại hình, vóc dáng thì gầy này, cong giỏng cao, nước da trắng hồng, nhanh nhẹn nhưng điềm đạm và từ tốn. Khuôn mặt thon hình trái xoan, mắt to và đẹp, miệng tươi, môi đỏ như son. Mái tóc dài, búi gọn trong kẹp lưới thành một búi nhỏ xinh xắn, đầu đội mũ trắng có huy hiệu của hội chữ thập đỏ. Về phục sức hay còn cách khác là đó là trang phục, thì cô bác sĩ mặc chiếc áo choàng màu trắng này, túi áo có thêu tên bác sĩ Phương. Cô mặc quần dài cũng màu trắng. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, cô mang khẩu trang y tế màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt đẹp với hàng mi cong thanh tú. Tiếp theo, tả hoạt động. Tả hoạt động thì chúng ta sẽ miêu tả như sau. Bác sĩ khám sức khỏe cho dân nghèo thì dùng ống nghe để nghe mạch tim này, phổi này. Cô hoạch nhẹ mi mắt của bệnh nhân, hỏi han tận tình mới đọc tên thuốc cho cô y tá phụ việc ghi. Bệnh nhân cầm phiếu đi nhận thuốc ở quầy thuốc ở trạm xá. Bác sĩ làm việc liên tục nhưng vẫn hòa nhã, ân cần với nhân dân và dịu dàng với đồng sự và các y tá phụ việc. Và C, chúng ta sẽ nêu ấn tượng của bản thân với cô bác sĩ. Bác sĩ rất trẻ, dịu dàng và đáng mến. Bác sĩ từ tốn, nghiêm nghị nhưng thực lòng yêu thương những người dân nghèo khó. Và bác sĩ không ngại khó, tận tình lau rửa vết thương cho em bé 10 tuổi và phát thuốc. Đó là về ấn tượng. Kết luận hay còn cách khác là kết bài, nêu tình cảm của em đối với người mới gặp và cảm phục khả năng làm việc nhanh chóng, kỹ lưỡng của bác sĩ. Em có tình cảm mến mộ
với cô bác sĩ về và về sự duyên dáng, về sự tốt bụng và ước mơ lớn lên của em, đó là được học ngành y để cống hiến sức mình cho tổ quốc. Như vậy thì cô đã hướng dẫn các con lập dàn ý cho hai bài văn, đó là miêu tả một người ở nơi em sinh sống, ví dụ như là chú công an phường, chú dân phòng, và tả một người em mới gặp nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc, với đề bài là miêu tả thầy cô giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. Thì ở các bài chúng mình tìm hiểu về bài văn tả người, cô đã hướng dẫn các con lập dàn ý về bài văn miêu tả cô giáo rồi. Chính vì vậy chúng mình sẽ không làm lại nữa, mà chúng mình tập trung vào lập dàn ý miêu tả hai đề bài B và C. Đề bài thứ hai, yêu cầu thứ hai yêu cầu chúng ta, đó là dựa theo dàn ý đã lập thì trình bày miệng một đoạn trong bài văn, đoạn mở bài, đoạn kết bài hoặc một đoạn của phần thân bài. Vậy thì dựa vào dàn ý mà cô đã gợi ý cho con thì các con sẽ tự trình bày miệng ở nhà nhé. Còn ngày hôm nay tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.